Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 19 tháng 10, thứ ba ngày 19 tháng 10. Thì bên tay phải của em là thùng chim chích chòi lửa bên Nam Cát Tiên. Đây này, ở trên thùng người ta có ghi nè ha. 5 con thì có 4 trống, một mái. Mà nghe nói là ở trong này có một con thì người ta cũng nuôi được hình như 2 tháng rồi. Nó đang rớt lông đuôi và cái đầu nó hơi chày chút xíu ha. Đó thì chút xíu em sẽ bắt ra, nếu mà đẹp thì nó giá đẹp, còn nếu mà nó chim nó không được đẹp thì giá nó cũng sẽ không được đẹp. Rồi ở bên này là thùng chim ở bên Đắk Nông, 2 thùng. Thì ở trên này là thùng chim vàng anh. Ok, để em ra chim vàng anh trước cho mọi người cùng xem nhé. Rồi trước khi ra chim thì em cũng xin kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là bình an, sức khỏe trong cái mùa đại dịch này. Bây giờ thì các anh chịu khó để giùm em nha. Wow, chim này nó ăn thăng long nè mọi người. Nó ăn trái cây, ăn thăng long. Đây là chim vàng anh gáy đen nha. Chim trống, đây nè. Đấy. Chim trống thì cái mỏ nó sẽ đỏ. Đó. Chim này chim trống truyền nha. Vàng anh gáy đen nha. Đây nè. Đấy. Đó, bé đầu tiên. Đây, nó ăn thăng long rồi. Chân cẳng. Chim này thì nó ăn trái cây nha mọi người nha. Các anh có thể cho nó ăn chuối nè, đu đủ nè, thăng long nè, đó. Rồi mình cho nó ăn cái con sâu, mà con sâu Thái mọi người ha, sâu Trung á, đó, hoặc là ăn dế. Đó, cái dòng chim này cũng rất là dễ nuôi và nó cũng hót, cái giọng nó cũng to lắm. Chim này hót giọng to lắm. Khả vi nó cũng đẹp nữa, chim này nè. Ây da, ây da, cái chim này nó bấu đâu quá mọi người. Nó nằm trong này khó moi quá. Cái lỗ nhỏ đút vô móc con chim đó. Đây rồi, móc đây rồi. Ok. Đấy. Chim truyền trống nha mọi người nha. Đó, chim đang nó đang chỗ nè. Đó, cái đầu nó mai mốt đó. Mai mốt nó chỗ thì cái đầu ở đây nè, nó sẽ đen ha, nó sẽ có một cái viền đen ở dưới này nè. Trông nó rất là đẹp. Đó. Chim này thì giá là 380 ngàn nha mọi người nha. 380 ngàn. Chim em bán tại cái địa chỉ ở bên dưới màn hình các anh đang xem. Wow, đây. Đấy. Chim này nó đang ra lông đuôi nè, đang ra lông ống lông đuôi nhiều lắm đấy, rất đẹp ha. Con này nó đang chỗ lông mà gần gần lên bội rồi ha mọi người ha, rất đẹp luôn. Rồi ba bé rồi nha mọi người, nhà nó hôm nay chỉ có 5 bé thôi đấy. Trời ơi, cái lỗ nó nhỏ quá, móc con chim ra nó khó thiệt chứ. Đấy, rất là đẹp luôn. Chim này anh em về thả vi đẹp lắm. Rất đẹp ha. 4 vé rồi nha mọi người nha. Rất đẹp luôn nè, thấy chưa? Đuôi nó đẹp lắm. Chuyền hay bội gì đều là một giá nha mọi người nha. Chim vàng anh á, chuyền hay bội đều là một giá hết. Rồi, bây giờ em sẽ ra chè lửa nha mọi người nha. Chè lửa bữa nay là không có chim đuôi dài nha mọi người nha. Mùa này nó rất là hiếm chim đuôi dài. Thứ nhất là chim thay lông, cái thứ hai nữa là đa số là
9 mét lên không à, mình chưa có thể nào biết chính xác được đuôi của nó chưa thôi. Chưa có anh em thợ nào bắt được mấy con bội đuôi dài hết á đó. Cho nên là có mấy anh dặn em lựa đuôi 20-21 gì á thì em chưa có đó. Ví dụ đây, đây lửa mép ha, các anh để ý ha, đó, cái mắt nó đỏ lò mà cái mắt nó, cái viền mắt của nó đỏ, tức là nó là con chim mép nha. Cái này đuôi hơi tôm nè, đuôi hơi tôm mà đuôi ngắn nè. Đây hồi bé đầu tiên ha, em đo đuôi cái này. Tại vì có một con lửa mép mà đuôi nó 17 hay sao á. Đây, bé này đuôi có 15 mà. Đó, chim này thì giá 300 ngàn nha mọi người nha. Đó, chim mép đuôi tôm bản lớn. Chim nam cá tin nha. Đây nè, 300 ngàn, bé đầu tiên nha mọi người. Đây là bé thứ hai, đây chim mép thứ hai đây. Đây con này chắc đuôi 17 nè. Lưỡi nó đen nè, mép còn vàng nè. Đây chắc con này. Đây. Đuôi 17 ha. Đây nè. Rồi bé thứ hai này 350 ngàn nha mọi người nha. Chim này chanh hồng móng trắng nè. Đó, 350 ngàn lửa mép đuôi 17. Chim mép thì mùa sau anh em nuôi nó có thể nó sẽ ra dài. Mà dài bao nhiêu thì mình không biết được. Đó, do là nó chắc chắn là nó sẽ dài. Còn dài bao nhiêu thì mình không biết được. Do là cái cách mình nuôi thôi. Mồi màng như thế nào. Đây à. Lửa nuôi được 2-3 tháng nè. Đầu nó chạy trùm lum hết. Rồi chim này thì chỉ có giá là 180 ngàn thôi nha mọi người nha. Nó rớt lông đuôi mọi người. Đây nè. Rớt trụ lũi lông đuôi rồi. Đó, thì chim này là 180 ngàn. Chim này thì anh em nói là có nuôi được khoảng chừng tháng hay 2 tháng gì đó. Nói chung là em không có biết rõ chính xác. Thì người ta nói em nuôi tháng 2 tháng, em biết tháng 2 tháng thôi. Chứ còn nuôi thật sự nó là bao lâu thì cái đó mình không có nuôi, cho nên là mình không có dám chắc chắn. Đó, thì thợ chỉ nói như vậy thì em biết vậy thôi. Wow, cái bé cụt đuôi nó tập dữ ha. Bé cụt đuôi tập rất là lớn nha mọi người nha. Thì chim đó anh em chịu khó, con cụt đuôi này nè, anh em chịu khó về chùm lồng lại cho nó thay lông ha. Đây là cái con chim mái, chim này cũng đang rớt lông đuôi luôn rồi. Chim mép nè, mái mép nè. Rồi chim mái này thì giá là 150 ngàn nha mọi người nha. Nó cũng rớt, nó còn mấy cặp lông đuôi nè. Hay là thả trong thùng gì đó nó bị rớt thì em không rõ. Chút xíu nữa em sẽ coi lại. Chim mái thì giá 150 ngàn. Wow, bé này đẹp. Rồi, chim mép nữa nè. Đây, mép còn rất là vàng luôn nè. Cái mí còn đỏ lòm ha. Chim này thì các anh nuôi nó sẽ mau dạn ha. Thứ nhất là đầu nó nhỏ, thứ hai mắt nó cũng nhỏ luôn nè. Mũi rất là thông ha. Đây nè. Mũi rất là thông luôn nè. Đó. Mũi này các anh có thể lấy cái cây tăm xỏ nó cũng qua được nữa ha. Đó. Đấy, chim chanh hồng móng trắng. Đó, chim này thì cũng 350 ngàn nha. Bé này thì đuôi nó không có to bằng cái bé hồi nãy. Bé 15 á. Để em đo đuôi thử phải đuôi 17 không. Tại vì ông anh em ổng có nói là có hai bé mép 17. Đây 17. 17 mà hơn luôn nè. Đó, thì giá là 350 ngàn nha mọi người nha. Đó, lên thêm tí xíu nữa 18 là được 400 rồi. Mà nó không có lên được. Rồi, chim sao em báo giá vậy. Rồi, thùng này là thùng chim này là ở bên Đắk Nông nha mọi người nha. Đó, địa chỉ thì em để góc dưới màn hình. Thứ ngày tháng em để góc bên tay trái phía trên màn hình. Rồi, khi nào mà anh em mà liên hệ với em không được, tức là em đã hết chim nha. Thì mong tất cả mọi người thông cảm, chim em về không có nhiều. Rồi, than mái. Thôi, than mái nha mọi người nha. Than mái này thì giá là 150 ngàn. Đấy, chim đầy đủ hết. Móng mắt mỏ đầy đủ hết. Bé này hình như có một cái chấm trắng trắng ngay mắt ha. Hiện tại thì ở bên Đắk Nông em có một cái con than bông.
nó khoảng chừng 6 bông hay 7 bông gì đó, nhưng mà bông nó hơi nhỏ và nó hơi thưa. Thì anh em thợ bẫy đòi em tới 3 triệu, 3 triệu hơn gì đó. Nói chung em nghe thấy ít bông mà bông thưa em cũng không có màng, cho nên em cũng không có làm giá. Đó, thì đây chim bên Đắk Nông, trẻ thai mái 150.000, bé đầu tiên em thả ô số 10 nha. Em sẽ ra chim và em sẽ đọc theo cái ô em thả chim vô. Anh em chịu khó nhớ giùm em nha, cái ô mà em thả vô á. Đây chim mép nè. Đang ra ông đuôi nha mọi người nha, chim mép đang ra ông đuôi. Rất là to luôn. Chim này sao mà nó hơi chạy chạy nè. Rất là to ha. Chim này thì giá là 350.000 nha mọi người nha. Thanh trống số 11, ô số 11 nha. Rất là to. Wow. Móng đầy đủ hết nè. Bé này rất to ha, mép nè, mép vàng khe luôn nè. Rồi bé này em thả vô ô số 1 nha mọi người nha. Đây nè, ô số 1 đi. Ủa quên, ô số 6 chứ. Ô số 1 em để vàng anh rồi, ô số 6 nha. Đó, rất là dạng chim ha. Cho thả anh chim vô cái mình để lên cầu, cái đứng trên cầu liền ha. Đấy, đứng nhịn nhịn đuôi liền. Đấy. Đó, bé này em thả vô ô số 6 nha mọi người nha. Đây nè. Đó, coi số trên này nè, ô thứ 6 ha. Wow, mái. Mái mặt rất dữ nè. Rồi bé mái này em thả vô ô thứ 12 nha mọi người nha, mái xòe. Rồi móng đầy đủ hết. Đây, xòe rất to ha. Ô thứ 12. Đấy, thả vô đứng xòe rất to. Bé này rất bự nha. Đây, móng đầy đủ hết. Rồi, than nè, than mép nha. Đấy. Học mép của bàn khe luôn. Rồi, bé này em thả vô ô thứ 9 nha mọi người nha, ô thứ 9. Đây. Ui trời, nó xòe. Thứ 9 nè. Đấy, thả ra đứng cầu xè đã ha. Ủa, còn mấy con trong này nè. Ơi chim mái. Đầy đủ móng. Mái này em thả vô ô thứ 8 nha mọi người nha. Nó bị dính cái vỏ của anh sâu nè. Cái này mình lột nó ra hết à, không sao hết. Đó, thấy không, thấy rồi. Rồi, bé này em thả vô ô thứ 8 nha. Đây, trống à, bự lắm. Đấy. Rồi, hết rồi. Chim này chim hót nè. Đây, cái mặt đã chưa. Móng. Móng đầy đủ hết. Đó, rất là dài ha. Rất là to và dài nè. Rồi bé này thì em thả vô ô thứ 7 nha mọi người nha. Ô thứ 7. Rồi. Chim trống là 350.000 nha mọi người nha. À quên, bé
cái bé này hình như là nó bị mất móng, là cái bé mà đuôi cụt mà nó chày chày cái đầu á, bị mất cái móng, để em coi lại kỹ kỹ. Rồi đúng rồi, nó bị mất một cái móng ha. Chim này em thanh lý giá 200 ngàn thôi, cho anh em về thả vi. Đây nè, đuôi đang ra ha, thì nó bị mất một bên móng, để em bắt nó ra. Hồi nãy em ra mà em quay em ngó không để ý kỹ á, bây giờ em mới thấy nè. Đây, nó rất là to mọi người ơi. Nó bị gãy cái móng nhưng mà nó còn phao nha. Thì cái cùi á, còn cái cùi này thì nó sẽ ra lại nha mọi người nha. Đây nè, đây nè, đây cái móng này nè, nó bị gãy nửa móng ha, nó còn cái cùi vậy nè. Cái điện thoại sao nó không có lấy nét được. Đó, được rồi nè. Đó, nó còn cái cùi ha, còn một khúc ha. Đó, chim này giá 200 ngàn nha mọi người nha. Đó, bé này nè, đang rong đuôi nè, 200 ngàn. Rồi, hết rồi mọi người ơi. 5 bé, tổng cộng là 5 bé chim vàng anh. Thì có 3 bé chim kiền. Còn chích chòe than thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chích chòe than thì trong đó có 3 chim mái. 3 chim mái và 1 chim đuôi đang ra ha. Nó bị gãy móng. Và 3 chim thì không bị gì hết. Rồi còn lại ở dưới này thì có 5 bé chích chòe lửa. Có 2 bé đuôi 17, 1 bé đuôi 15 và 1 bé mái và 1 bé cụt đuôi. Rồi, đó, như hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới tràn đầy sức khỏe và năng lượng cuộc sống trong cái mùa đại dịch này. Rồi, bây giờ em sẽ quay lại sờ cho các anh xem ha. Đây là bé chòe lửa đuôi 15 ha, đuôi tôm bản lớn. Rồi, đây là bé 17. Đó, giá là 350 ngàn. Rồi đây là bé chim này thì chỉ có 200 ngàn thôi. Chim này người ta có nuôi rồi nhưng mà nó hơi không được đẹp thì cái giá nó cũng không được đẹp ha. Đó, đây là bé chim mái thì giá là 150 ngàn. Rồi còn đây là bé đuôi 17, 17 hơn gì đó, 17 2, 17 3 gì đó, là giá là 350 ngàn. Rồi đây là than mái ha, than mái mép giá là 150 ngàn. Rồi bé này gãy móng là 200 ngàn, bị gãy móng còn 200 ngàn. Rồi đây mái. Rồi đây là chim trống thứ 9 nè, xòe nè. Rồi đây là tới chim mái nè, số 8 nè. Số 7 cũng là chim trống nè. Đó, trống xòe luôn nè. Chim hót. Rồi đây là bé số 6. Bé này rất là dạn rồi. Bé này thì rất là dạn ha, bé trống số 6. Rồi còn đây là 5 vàng anh. Đó, vàng anh thì cứ 380 ngàn một bé. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo vào ngày mai.